con nhắc lại với chú, tại nó kiếm chuyện với con trước, chứ con có đánh nó cái nào đâu. Không đánh vào cái mặt nó vậy đó hả? Con không hề đánh nó cái nào luôn á, tự nó lao vô cái nắm đấm của con á. Không có gì. Mà Phúc. Dạ. Chuyện gì chị? Không có gì. Long. Ừ. Con sao rồi? Con bình thường chú ơi. Đón xem tập 93 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 28 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7.